lại kết thúc một ngày. BTTV Bảo Tồn TV xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã dành chút thời gian click vào xem video tiếp theo của kênh mình hôm nay. Đó thì chia sẻ với các bạn, hôm nay là thứ sáu cuối tuần, ngày 2 tháng 4 năm 2021, mấy ngày rồi không có làm video trên kênh này các bạn. Đó thì chiều nay chiều tối rồi về tới nhà được mới con 3B. Đó thì giờ xuống xe báo giá chi tiết năm con 3B mình mua ngày hôm nay. Đó, mình bán đồng giá cho các bạn quan tâm tham khảo. Thì nội dung video của mình như thế nào thì các bạn theo dõi hết để biết, đồng thời like và đăng ký kênh nhiệt tình để theo dõi những video tiếp theo, ủng hộ tinh thần là những video mới nó hay hơn, chất lượng hơn và nhất cả nhà. Rồi cùng bắt đầu nào. Rồi đây các bạn. Đó, thì ngày hôm nay mình mua tổng quan là 5 con. Nhưng mà 4 con 3B các bạn, với một con anh Wood. Đó, anh Wood đực. Đây, con này là con đầu tiên. Đó. Con xe quay chi tiết các bạn. Con thứ hai. Con này con thứ ba. Đó, con anh Wood là con thứ tư. Đó, còn một con nữa. Đó, trời trên mình thì bây giờ chia sẻ với các bạn là đang vào mùa khô hạn. Đó, đỉnh điểm của khô hạn. Đó. Còn em nữa đây các bạn. À, xuống. Đó. Tổng quan ngày hôm nay thì đi mua chỉ có được năm em đây. Đó. Năm em đây mình bán đồng giá. Và đồng giá bao nhiêu thì cả nhà cùng theo dõi hết video để mình báo giá chi tiết từng con mình bán ra. Xong rồi mình sẽ bán cái lô này bán đồng giá. Đó, chạy 80 cây số vừa. Thì nhân tiện còn chút ánh sáng hiếm hoi thì mình quay video chi tiết để bà con tham khảo. Đó. Thì ai vô tình xem được video này thì chưa đăng ký kênh thì nhấn vào chữ đăng ký kênh và để chuông thông báo để nhận sớm nhất những video từ mình. Rồi thì bây giờ đến phần báo giá chi tiết từng con và hình ảnh chi tiết từng con cho cả nhà tham khảo thôi. Rồi các bạn, đó thì bò về tới nhà rồi, còn chút ánh sáng hiếm hoi thì quay video chi tiết báo giá năm con này để cho bà con của mình xem tham khảo. Đó thì tổng quan năm con thì 4 con 3B là con anh Wood, thì mình báo giá từ nhỏ tới lớn trước và từ xa tới gần hình ảnh từng con. Đó, giá bán lý và giá bán lô nó như thế nào để bà con mình xem tham khảo. Đó thì con anh Wood đây các bạn, đó con cảm á. Đó thì chia sẻ với các bạn con anh Wood này mình bán với giá là 20 triệu chẵn. Đó, nói chung là anh Wood thì cái giá nó rẻ hơn 3B, nhưng mà con này mong đuôi chẵn khác 3B các bạn. Mong đuôi thì thôi khỏi nói, chẳng khác nào 3B hết. Mới về nó hơi chạy nữa là tranh thủ quay sùng gớm lắm, bắt cảm quá 3B chạy 80 cây số giờ thôi. Đó, hình ảnh đó quay xa cho các bạn xem tham khảo chương cảm. Còn đó giá 20 triệu. Đó, đến con tiếp theo là con 3B này. Đó, giá 23 triệu 500. Đó, ui, chạy đâu dữ vậy. Đây các bạn. Đó thì chia sẻ với các bạn là con anh Wood 20 triệu với con 3B 23 triệu 500, thì nó tương đồng về thế xác cũng như là tương đồng về tầm vóc. Nhưng mà anh Wood với 3B thì chia sẻ với các bạn là nó chênh lệch giá với nhau, nó rơi vào tầm 3 triệu 3 triệu rưỡi. Đó. Ôi trời, mới về nó cảm nó nhảy. Cảm nhảy mơ luôn. Đó, đó là con thứ hai. Đến con thứ ba là con đây. Con đây thì chia sẻ với các bạn là cao dài, khung sắt rất là tốt, ăn uống cũng tốt, nhưng mà vào đến điểm của mùa hạn nên là nó đang thiếu cỏ ăn. Đó thì con này chia sẻ với các bạn là mình bán với giá là 24 triệu 500. Đó, ý nhầm, con này giá 24 triệu nhé cả nhà, giống 24 triệu 500, mình nhầm. Đó, báo giá chi tiết mà nó có sai một chút thì mình sửa. Đó, con này giá 24 triệu. Đó, đây là cái giá mình báo là cái giá bán lý, và mình sẽ báo cái giá bán lô luôn cái xe bò nem con này cho bà con tham khảo ở cuối video khi mà báo giá bán lý hết. Đó, con này thì chia sẻ với các bạn là giá 24 triệu. Đó rồi, tiếp theo là con đây, con 3B đen này các bạn, con đen nhất xe. Đó, chạy đùng đùng không. Đó, con đen nhắc xe. Đó, cái con mà nói chung là trong cái xe bò này, con 3B này là có thịt có cá nhất, đen mung luôn, bớt hết lòng béo rồi. Đó, thì con này chia sẻ với bà con là mình bán với giá 25 triệu. Đó, rất là to rồi. Đó,
mông đuôi thì nói chung là đổi ra bán 25 triệu thôi đó. Rồi đó là bốn con cua rồi, hai con đây về nó kém thôi chị miết ha. Đó con đòi 20, con đòi 23 triệu 500. Đó quay video xa các bạn nhà xem từ xa tới gần. Đó con tiếp theo là 24 triệu, là con này cao dài nhưng mà hơi ốm. Đó chân cánh rất là to. Đó con đen này 25 được chưa cả nhà. Rồi cuối cùng là con này rồi, con đây to nhất si. Đó đây video chi tiết cho bà con xem tham khảo. Đó to nhất si, cao to nhất si. Con này thì chia sẻ với bà con là mình bán lý giá 26 triệu. Đó và tổng quan mình báo giá chi tiết hết 5 con. Đó 5 con như thế này từ xa tới gần. Rồi tập hộp đó thì tổng hết 5 con như thế này. Nếu bà con quan tâm mà mua hết cả si đó thì mình lấy đồng giá là 23 triệu 500 hết. Đó tổng quan rất là xa như vậy để bà con xem tham khảo. Đó, lớn có nhỏ có, kéo qua kéo lại đồng giá và mình chia sẻ với bà con khi mình bán cả si là mình bao vận chuyển luôn. Đó thì trời tối rồi bà con. Đó và chia sẻ với các bạn là mùa này thì đang vào mùa hạn, khô hạn đến điểm. Và bò thì chia sẻ với bà con là vào mùa này nó rất là róc bò, nói chung là nó khô bò. Bò mà mình bắt nó ít, cái số lượng bò mà bà con bán ít vì là thông đa phần bò vào mùa có thì nó có, nó béo nó tốt lên á, bà con mình bán nhiều. Đó còn vào mùa này thì vào trá rí thì không bán, mà bò ốm mà mua mắc thì mua không nổi các bạn. Đó nên là cứ một ngày thì ngày nào bắt cũng có bò, nhưng ngày chỉ có tầm được mấy con như thế này thôi. Nói chung là cái số lượng bò mình bắt dạo này nó ít đi dần cho nó không có được như bấy khi nữa. Đó bấy khi là mình một ngày mua 10 con 12 15 con là bình thường. Đó nhưng mà hiện tại bữa nay thì một ngày chỉ được 5 con 3 con như thế này thôi chứ không có số lượng nhiều nữa các bạn. Đó tổng quan ngày nay thì chỉ có được 5 con như vậy. Và nói giá cả lùa cả xi như thế này đồng giá là 23 triệu 500, bao vận chuyển luôn. Đó tổng quan hết, quay rất là xa để bà con mình xem hình dung được con bò. Đó thì chiều cao của bên này rơi vào tầm khoảng cỡ 1m05. Đó con mà 26 triệu cao tầm 1m15. Đó con 25 triệu thì rơi vào tầm 1m1. Đó còn mấy con nhỏ nhỏ kia thì 1m05. Đó quay xa đàn bò. Bây giờ trời cũng sắp tối rồi nên là cái hình ảnh của video mình quay nó không được sắc nét, nhưng mà bà con xem xa thì hình dung được cái con bò. Nó quay gần là mình quay xa, quay gần là bà con xem được là chân trụ đó, màu lông cho tới u yếm cho tới độ cơ của cái con bò. Còn quay xa để bà con hình dung cái độ lớn nhỏ con bò, để không nhiều lúc thì giao bò nó vô con bò nhìn trên video thấy nó to mà vừa giao thấy nó nhỏ thì mình rất là ngại về vấn đề đó. Còn việc bà con biết mình làm video này thì chủ yếu công khai giá cả và mua bán lấy số lượng làm nèm cốt. Rồi như con này ở chiều cao rơi vào tầm 1m1 cứng. Đó mông đuôi xương lạc rất là tốt đó, nhưng mà hơi ốm cả nhà, chân cánh rất là to nhưng mà hơi ốm, cổ đơ thiên dúc từ trước ra sau. Đó mẹ con này là mẹ thái to dữ dằn luôn. Đó bông bụng. Đó giá mình bán con này 24 triệu. Đó con này 23 triệu 500 thì chia sẻ với bà con là mất có thiệt hơn. Con này bán 20 vì là con này pháp cột đó, pháp anh wood. Đó mông đùi rất tốt, úc nút luôn. Còn con này thì 25 triệu thì mông đùi nó có ngang rồi các bạn, nó đen mung rồi, quay ngang nó này. Đó và về nó quậy nó nháy thôi chứ cùng hết. Đó là 4 con, còn một con nữa thì siêu to rồi đây. Đó con này gọi là ba bên lửa rồi. Ở bên lỗ giá thì chia sẻ với các bạn là mình bán lý 26 triệu. Đó nhưng mà bán cá lô thì có hàng 26 triệu, có hàng 20 triệu. Đó thì kéo qua kéo lại thì chia sẻ với các bạn là mình bán hết cái xe này với giá là 23 triệu 500, mình bao vận chuyển. Và 23 triệu 500 bao vận chuyển thì mình cũng đã chốt cho cái bạn trẻ mà trên đồng xanh đó, đặt hà bò của mình cách đây cũng tháng rồi các bạn, tháng rưỡi rồi, nói chung là rất là lâu rồi. Nhưng mà
Bữa nay thì mới chốt cho bạn được một xe. Đó thì bách một anh em con bò này với lại một chiếc máy bơm có. Đó, nhưng mà máy bơm có thì chia sẻ với bà con là thứ hai tuần này thì mình mới có hàng. Đó, để gửi. Chứ còn bữa nay thì hàng nó cháy hàng tới 10 ngày nay và không có hàng để gửi. Đó, máy ra máy thì công ty báo luôn mà hàng thì cháy, không có hàng để làm, có nghĩa là công ty nó không có cái vật tư đầu vào để nó làm máy bơm có. Nên là hàng nó chậm trễ. Thứ hai nữa là do ảnh hưởng của dịch Covid nên là công nhân quay trở lại công ty làm việc muộn, chậm và cái hàng công ty không đủ đáp ứng để mình phân phối. Đó, nên bà con đặt hàng bên mình cũng hết sức thông cảm. Đó, đi, chạy vô. Đó, chạy vô anh quay video. Anh em con. Đó. Thì anh em con này thì ngày mai mình vận chuyển về cho bạn Trí trên đồng xanh đích đo. Đó, và mấy bên có thì bạn đẹp nhưng mà chắc là chưa sale thôi chứ bây giờ cũng có mấy. Đó, bó tay. Đó, thì nói chung là quay video chi tiết hình ảnh từng con rồi bà con xem tham khảo. Mấy ngày rồi không có cái video nào trên kênh. Nên là bà con xem từ xa tới gần, từ gần tới xa mà lướt qua để lại cho mình một lượt đăng ký kênh. Để đặt chuông thông báo và nhận sớm nhất những video từ mình, ủng hộ tinh thần là những video tiếp theo hay hơn, nội dung hấp dẫn hơn đó. Và hình ảnh rõ nét hơn để bà con mình nắm bắt giá cả bò bê hàng ngày mình mua bán, cũng như là chọn chốt những cái con bò mà các bạn cảm thấy thích, cảm thấy phù hợp với nhu cầu nuôi, và cái đặc biệt hơn là cảm thấy hợp lý với giá thị trường khi mình mua và bán đó. Như vậy đấy, tổng quan em con chốt 23.500.000 bao luôn cái tiền xe về tới trên đích đo Gia Lai đó. Bê như vậy, 4 con 3 bê với con anh Wood đó, mua bán số lượng là chính các bạn. Rồi các bạn, thì vừa rồi là toàn bộ nội dung video mình chia sẻ hình ảnh và giá cả bán lẻ cũng như bán lô của anh em con 3 bê này đó. Anh em con 3 bê đây, hai con trong kia ba con. Đó thì 4 con 3 bê với con anh Wood là anh em con chứ không phải là anh em con 3 bê các bạn. Đó thì nội dung video của mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị chị và các bạn đã dành chút thời gian xem hết video của mình. Đó, nếu mà yêu quý mình cũng như là thích những chủ đề mình làm thì đăng ký kênh nhiệt tình, chia sẻ nội dung video với bạn bè người thân, cũng như là ai muốn tìm hiểu về bò bê để cập nhật cái cuộc sống hàng ngày của mình, cũng như là giá cả bò bê hàng ngày để mua bán cho nó khỏi hố khỏi lỗ và chọn chốt những cái con bò các bạn cảm thấy thích, cảm thấy phù hợp với nhu cầu nuôi và cảm thấy hợp lý với giá thị trường khi mình mua bán và nhé. Rồi bye, kính chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, xem video vui vẻ và có thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video tiếp theo ạ. Bye.